Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh nhiệm vụ giáo dục của nhà trường và thầy cô giáo, thì vai trò của phụ huynh cũng góp phần quan trọng vào việc giúp cho các em học sinh, sinh viên hình thành ý thức và thói quen sử dụng mạng xã hội an toàn và lành mạnh. Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập đến trong một góc nhìn sự thật tuần này. Ở các gia đình hiện nay, đa phần các em học sinh đã được phụ huynh cho tiếp cận và sử dụng Internet, mạng xã hội từ rất sớm. Vì vậy, việc định hướng cho các em sử dụng mạng an toàn là rất quan trọng của phụ huynh. Nhiều bậc phụ huynh đã kết hợp chặt chẽ với các giáo viên trong việc quản lý, giáo dục, nhắc nhở các em những điều nên hoặc là không nên làm khi sử dụng điện thoại thông minh. Ba mẹ không cho truy cập những trang web xấu, không bấm vào những đường link lạ, chỉ tập trung vào cho việc học thôi ạ. Từ ba mẹ giúp đỡ sẽ giúp con trở nên học tốt hơn, không lo vào việc không cần thiết. Khi ở nhà thì ba mẹ em hay nhắc em là không kết bạn với những bạn bè lạ và hành vi xấu trên mạng, và không nhấn vào những đường link như là đường link liên kết xấu để tránh mất thông tin cá nhân. Từ những lời nhắc nhở của ba mẹ thì giúp em chắt lọc được những thông tin bổ ích khi sử dụng mạng. Tôi quản lý điện thoại của con tôi theo cách như dạng như nó đi học về, tôi cho nó sử dụng khoảng 1 tiếng đồng hồ là nghỉ rồi khoảng chiều là cũng 1 tiếng đồng hồ. Nó coi thảo phát biểu hoặc là nhà trường có gửi tin tức gì về thì nó coi. Với kinh nghiệm vậy là em sẽ giúp cho con em nó sử dụng điện thoại an toàn hơn. Đối với các em học sinh vừa trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học, khi bước vào môi trường hoàn toàn mới lạ, sống xa gia đình, việc học tập của các em sẽ sử dụng mạng xã hội nhiều hơn. Vì vậy, các em luôn được phụ huynh giáo dục nhắc nhở rất kỹ để sử dụng mạng xã hội sao cho lành mạnh và phục vụ tốt hơn cho việc học tập. Dựa vào những lời giúp đỡ và động viên của gia đình thì em sẽ hiểu sâu về mạng xã hội nhiều hơn và tránh những thông tin sai trái, và dùng mạng xã hội một cách tốt nhất để học tập. Khi sử dụng mạng xã hội, em sẽ lan tỏa những thông tin tích cực cho xã hội, tốt cho mọi người. Ngày nay, dụng mạng để giao tiếp vụ học tập học sinh đã trụ cầu không thiếu trong gia đình. Do vậy, việc kết hợp giữa gia đình và nhà trường sẽ góp phần giúp các em có nhận thức đúng để từ đó tận dụng tốt nhất những tiện ích của mạng xã hội mang lại để phục vụ cho việc học tập và rèn luyện ngày một tốt hơn.